Các bạn ơi, ngay trước mặt chúng ta đây là khu vực chuyên bán đồ ăn, ăn đồ ăn sáng ấy, tạm thời gọi là khu vực ẩm thực đi. Đấy, rất là nhiều người đi chợ ăn sáng ở đây. Và xin nhắc, xin được báo cáo với các bạn, đây là cái chợ gọi là chợ phiên Lũng Phìn thuộc huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang các bạn nhé. Đó, chúng tôi xem nồi nước chấm của bà con bán hàng ở đây này, nồi nước chấm. Chị em xin phép bà quay một ít tư liệu nhá. Mình bán nhiều phở thế nhỉ? Em chúc chị đặt hàng nhá. À, có trứng này. Ôi dồi, ngon đây. Lợn đen, lợn bản một cao mình đấy nhỉ? Vâng. Thì tôi sẽ ăn một quán. Quay một chút đã. Wow. Một bát phở to thế này thì khoảng bao nhiêu tiền hả chị? Rẻ thôi nhỉ? Trên này bán rẻ thôi đúng không? Ừ, các anh ăn rất là ngon miệng. Hấp dẫn quá. Rồi ôi, mình thích quá. Em chụp một phát ảnh nhá. Hả, đẹp thế. Em muốn quay góc, chụp góc này. Vậy chụp gần một chút cho nhìn thích. Ôi, hấp dẫn thế. Đây là ngày chợ mình mới bán đâu vậy chị? Một bát phở rất là to, rất là đầy, mà giá tiền thì cũng vừa phải thôi. Đấy, các anh thanh niên đi chợ này ăn sáng này, các chị các cháu, mọi người đi chợ rất là đông. Đấy, tôi quay lướt qua toàn cảnh khu vực này các bạn biết được. Tiếp tục đi khám phá gọi là từng gian hàng một các bạn nhé, từng gian hàng một khu vực ẩm thực ở đây. Đây, ở đây có những bán những cái bát mì tôm đó, những bát mì tôm rất là dày, rất là nhiều các bạn ạ. Đây này, ở đây họ hình như họ pha nước rồi ấy, mềm rồi. Các bà ăn đi ạ. Ngon không? Ngon bò. Ngon phải không ạ? Ăn đi. Cô ăn xôi với mì tôm mà. Đây là xôi, chi pao hả? Chi pao. Chi pao là không hiểu. Tôi đi chơi hai phiên chợ, đừng nghe từ chi pao, bây giờ tôi mới hiểu là chi pao tức là không hiểu. Bà ơi, ngon không? Ngon không? Không hiểu á? Chi pao á? Chi pao à? Là chi pao tiếp. Dạ. Chúc bà ngon miệng ạ. Wow. Đó. Bé ơi, ngon miệng không? Ngon không? Học lớp mấy rồi? Lớp 3. Đi chơi cùng mẹ ạ. Học lớp 3 rồi đấy. Đó. Những bát phở, bát mì tôm. Đấy. Đây. Chị em xin phép quay phở mình một chút vậy. Nhìn hấp dẫn đây. Đấy, ngon. Đó, bát này này. Bát phở vùng cao rất là ngon. Thịt lợn ở đây rất là ngon luôn. Lợn đen, lợn bản cực kỳ ngon hơn. Chị ngon miệng nhé. Cảm ơn chị. Và đó, như két mì tôm, mili két. Những loại mì tôm này khá lâu không gặp rồi. Đấy, đây này. Đấy. Mì tôm này ngày trước chúng tôi có hay ăn nhiều này. Từng túi như này. Đó. Đây, còn đây là mì tôm hảo hảo. Đây. Các chú, các anh mới đang ăn phở ở đây. Đó. Đây. Đó, lại món ăn ngon tuyệt vời rồi. Thịt gà này, có thịt gà, có thịt lợn đen. Rất là ngon, rất là hấp dẫn. Đây cũng thế. Đây. Nói chung là gần như là thịt lợn đen. Chào anh. Chào anh đặt hàng ạ.
Mình bán chủ yếu là thịt lợn, phở thịt lợn phải không anh? Dạ. Lợn đen vùng cao ấy nhỉ? Vâng. Da bìn đen xì như kìa. Vâng. Ngon lắm đấy, ngọt lắm đấy. Ừ, bé này ăn ngon không? Đó, ăn đi. Ăn hết bát không đấy? À, hết bát là được rồi, là khỏe rồi. Cố lên nhá. Cố lên, học tốt vào. Đó. Đây. Bát này bắt đầu cô này. Cô cho quay một tí nhá. À, nó phở cô đấy. Ngon ngon miệng nhá. Rồi. Nói chung là quán phở. Đó. Đó. Đây, toàn món ngon này. Đấy. Thịt lợn ở vùng cao thì không thể chê rồi. Cực ngon luôn. Đây. Bát phở Thơm Phức kia mà. Đây bát phở Thơm Phức. Đó, kỳ hấp dẫn. Ngon miệng coi nhá. Dạ. Ôi rồi, nhưng miếng thịt chào cho bác à. Bác thịt lợn vùng cao mình tuyệt vời lắm nhỉ. Vâng. Đây này các bạn ơi. Những tảng thịt, những miếng thịt to đùng đây cô. Nạc ấy là nạc. Đúng rồi. Các bạn có dịp lên gọi là khám phá Hà Giang, du lịch Hà Giang đi vào chợ Lũng Pìn. Thuộc Mèo Vạc chú nhỉ? Đây có thuộc Mèo Vạc nhỉ? Đồng Văn. À thuộc Đồng Văn ạ. À? À, cháu là nhầm rồi. Đồng Văn Hà Giang các bạn nhé. Lũng Pìn là thuộc Đồng Văn rồi. Vừa rồi tôi giới thiệu nhầm là Mèo Vạc. Những miếng thịt này các bạn cực kỳ hấp dẫn nhá. Lợn đen vùng cao không tăng trọng, rất là ngon ngọt. Chào chúc bác đắt hàng ạ. Dạ vâng, đây bác bán hàng đây. Đồng Văn các bạn, xin lỗi các bạn nhé. Chỗ này thuộc Đồng Văn, Hà Giang. Đây. Lại những món ngon rồi. Ngon lắm. Trời ơi, ngon đây là ngon đây. Phở mì tôm rất là nhiều. Chủ yếu là phở mì tôm và phở ở đây phở gà với phở thịt lợn. Đa số là phở thịt lợn. Và những miếng thịt ngon, miếng to đùng các bạn ở đây này. Đó. Rất là ngon, rất là hấp dẫn các bạn nha. Đó. Chào anh rất phép quay quán phở mình ít vậy. Chào anh nha. Đây, bạn này bạn bán phở đây lâu chưa? À, hai ba bạn cùng nhau bán á? Ôi giỏi nhỉ. Kinh doanh tại phở tại chợ của mình luôn đấy. Các bạn lên Hà Giang du lịch đến chợ Lũng Pìn nhỉ? Thuộc Đồng Văn Hà Giang thì hãy tìm đến khu vực bán phở ở ngay trong chợ Lũng Pìn nhá. Chợ này diễn ra vào những ngày nào nhỉ? Có phải chủ nhật đây nhỉ? Hay là nó lũ chợ lùi nhỉ? Là 6 ngày là một lần. À và thuộc Lũng Pìn Đồng Văn. Lúc đầu anh nghĩ là Mèo Vạc, nói nhầm rồi. Đây này, thịt lợn vùng cao rất là ngon, toàn thịt nạc này. Đó, cực kỳ hấp dẫn luôn. Đấy, các anh đang ăn phở đây, các thanh niên ăn phở đây. À, chúc hai bạn đặt hàng nhá. Hello, chào mọi người nhá. Có gì vào kênh anh ủng hộ anh nhá. Vâng, chào anh tên gì? Cao Bằng quê hương tôi, anh là người Cao Bằng sang mà, người Nùng Cao Bằng. Ừ, YouTube ấy, Cao Bằng quê hương tôi, đánh vào là được rồi nhá. Chúc các bạn đặt hàng nhá. Rồi, thank you. Rồi, cảm ơn nhá. Ừ. Đó, giới thiệu cho các anh một chút. Để toàn những bát phở ngon. Ở đây là có trứng các bạn ạ. Trời ơi, lại miếng ngon rồi. Thịt rán này, thịt này thịt gọi là thịt thịt cái kiểu là ba chỉ rán ấy. Ngon quá. Đây, chị bán hàng đó. Ừ. Đó, những quán ăn, những món ngon.
Đấy, ở đây có cả, họ đem cả xôi đi cùng, ăn cùng ấy các bạn nhá. Họ ăn mì tôm này, xong có xôi này, có thịt. Đông lắm. Đây, có anh chị đang bán hàng ở đây. Anh chị em xin phép xem quán của mình một chút nhá. Các bạn ơi, quán nào như quán nào toàn những cái miếng thịt rất là dày, thịt lần đen ở bàn đấy. Đó, thịt này tôi nhìn là chắc chắn là rất là ngon rồi. Nạc, dày, lần vùng cao thì họ không tăng trọng ấy. Đấy, nhưng ăn rất là ngon đấy. Đó, thịt hấp dẫn lắm. Đấy, mì tôm cũng có, đậu phụ cũng có. Có đủ các loại. Đấy. Quán này có thịt rán này, ba chỉ rán này. Phở, mì tôm rất là nhiều. Đó, cái quán nhờ cả nhá. Xem cái. Đây, một cô bán phở ở đây. Cực kỳ thơm ngon, cực kỳ hấp dẫn. Đó, toàn thịt ngon thôi. Mà khách rất là đông. Có cả đậu rán. À, đậu phụ à. Ôi giời. Các bạn ơi, ở ngay góc chợ này có thấy bán, tôi có thấy bán những cái sản phẩm khá là đặc biệt. Cô ơi, cái này cái gì ạ? Cái này để làm ma. À, làm ma? Ủa sợ quá. Không sợ gì đâu. À, không sợ gì hết luôn á. À, cho con ma vào đấy á. À. Ôi giời. Những bộ giày, giày lạ nhỉ. Giày này có phải làm ma hay là giày mình mặc bình thường? Không phải à. Giày bò thôi. Làm ma hết á? Không phải à, giày bò thôi. À, da bò á? Da bò. Ở đâu? Ở đâu? Da bò ở đâu? À, cái dây này buộc bò à? Dây thừng à? Còn những đôi giày này ấy? Giày người chết thôi. À, người chết, cái này người chết á? À? À, làm cho người chết đúng không? rồi, cảm ơn chị. Vâng, khá là lạ. Vâng. Đây, xem nồi nước canh một tí, cháu xem nồi nước canh một tí nhá. Các bạn ơi này, nồi nước canh vùng cao này. Trời ơi. Các bạn ơi, toàn thịt, toàn xương này, xương ống, xương cái gì à? Cái nhiều xương lắm này. Từng cục này. Cực kỳ hấp dẫn luôn. Đấy, ôi rồi ôi. Quá là ngon luôn. Khói nghi ngút nữa, quay thân nồi mét lắm. Đó. Làm 15 nhá. Rồi. Đồ bát phở, nước canh rất là ngon. Trời ơi, thèm quá, thì tôi phải ăn một bát mới được. Các bạn ơi, như vậy tôi vừa đưa các bạn đi khám phá khu vực ẩm thực. Nói đấy, cụ thể là khu vực ăn sáng. Ở đây có bán phở gà, phở vịt, phở lợn, rất là nhiều. Mà những món ngon, thịt lợn đen ở vùng cao rất là ngon. Tại chợ phiên Lũng Phìn, Đồng Văn, Hà Giang. Các bạn đang xem kênh YouTube của tôi thì hãy tiếp tục ủng hộ tôi nhé bằng cách là bấm vào nút đăng ký ở phía dưới góc phải màn hình. Tôi đã bấm cái chuông ở bên cạnh để xem được những video mới nhất. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Chào các bạn. Bye bye.